Dũng Hằng. Chồng Dũng Hằng nhỉ? Dạ. Chồng là Hằng Dũng nhỉ? Chồng là Dũng vợ Hằng đúng không? Vâng. À. Khơi nhậu gái chú, khơi khơi nhậu gái. Vâng, Vũ Tụ Tám kính chào các bác nhé. Hiện tại là 5 giờ chiều của ngày 13 tháng 1 năm 2021. Vâng, thì em đang có tại khu ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Khê đây. Vâng, để bàn giao cho anh vợ chồng nhà anh Dũng Hằng một bộ ghế Âu Á hộp chất liệu gỗ hương đá. Còn đây trên hình ảnh quý vị, đây là gian phòng khách của nhà anh Dũng Hằng nhé, ở thị trấn huyện Cẩm Khê đây. Bật luôn cái điện lên cho nó sáng ngay chị vậy. Bật luôn cái điện bên người nó sáng ha. Anh xem cái kệ kia, tôi lên xem kệ có lạch cho mua lại không? Gỗ. Kệ gà gỗ à? Đẹp, không, không chưa bị nào. Không thích để lạch à? Không, ý là sau này em dọn bảo cho chị gì để em định làm cái vách ngăn. À. Anh làm cho em cái vách ngăn đi. Ở vách ngăn. Xưa lấy lại cho em xong thì làm vách ngăn thì. Được, cho nó vừa khuất với cái cầu thang đi đúng không? Vâng, cho che cầu thang đi. Ờ, cũng đẹp, được. Được. Thì cứ nghiên cứu thì lúc nào làm thì tế. Chắc sang năm thôi, bây giờ thì không làm. À, bây giờ thì kíp của Tết rồi. Đúng rồi. Còn đây trên hình ảnh quý vị, đây là khoảng cách của nhà anh Dũng Hằng ở thị trấn huyện Cẩm Khê nhá. Vâng, thì tôi vừa bàn giao cho anh là một bộ ghế Âu Á hộp chất liệu gỗ hương đá. Vâng, hàng này chọn vân rất là đẹp đây, quý vị nhìn. Bây giờ thì đi giới thiệu chi tiết cho quý vị xem luôn. Vậy thì được, bộ ghế này được anh đặt chúng tôi là làm vách trơn để chọn vân không đục, nhìn rất là đẹp đây. Còn còn cái đoạn dài này kích thước là 24 các bác nhá. Gỗ là gỗ chọn lựa vân veo rất là đẹp. Còn cái mọi bộ là đục vách, nhưng là bộ này gỗ nó quá đẹp nên chúng tôi không đục nữa. Được. Mặt là mặt liền một tấm, gỗ là chọn vân hương đá rất là đẹp. Đấy thì hình ảnh này nó cũng mẫu này nó cũng quen thuộc với quý vị rồi, nhưng tôi giới thiệu qua để quý vị biết là cái bộ này vân ven nó đẹp mức nào. Rất chi đẹp, các bác nào có nhu cầu xin liên hệ cơ sở để bố Tùng Tám nhé. Đấy, rất chi là đẹp. Đây ra khoảng cách của nhà anh Dũng Hằng tương đối là rộng, rất là đẹp. Còn thì các bác nào có nhu cầu sở hữu bộ ghế Âu Á hộp chất liệu gỗ hương đá như nhà anh Dũng Hằng ở Cẩm Khê này thì xin liên hệ cơ sở đầu gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở em nằm tại xã Nam Phú, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có số điện thoại là 0987508806 và có vào website đồ gỗ Tùng Tám .com. Rất chi là đẹp. Chú vào.